Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dark City. Gì đây? Anh biết đến thật tốt khi nụ cười gì đây? Nhanh quá đọc không kịp. À đi bên kia, đi bên kia. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game Mafia nha. Frank. Lời nhắn từ Frank. Sarah đã cho Mark mượn mấy cuốn sách này, xin hãy trả lại cho cô ấy cùng với lời cảm ơn của chúng tôi. He's gonna meet you in the garage behind the bar. He'll be here soon. Vậy là sao? Lấy hả? Chưa hiểu lắm. Back in the day, Dù gì đây? was still with that phone. He got called out. Ông thư ký. Thanks for waiting, Tom. But Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Polly with the shipment we've got coming in tonight. Good stuff. Straight from Canada. Hàng nguyên chất hả? Mà tí hả ta? Sam will meet our friends from the north at the farm outside of town. Polly will oversee the trucks bringing the shipment into the city. Hình như là cái hội này không 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 có buôn ma túy. To go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie. Meet Polly at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. Sure, Frank. No problem. Good. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. Vậy rốt cuộc là hàng gì? Chỗ này nó có cái gì đây? À, tấm thẻ. This mama motor is yours, if you want it, Tommy. Thanks, Ralph. Khoan, khoan, khoan. Wow. Thì mình phải đi tới đây. Chuyến xe đi tới miền quê. Vậy là phải lấy xe đúng không? Mấy cái radio này nè, nó làm cho cái tiếng nó bị âm lượng nhạc, âm lượng điện thoại, âm lượng tổng thể. Làm sao tắt cái đó ta? Toàn màn hình. Phụ đề, hộp số. Đặt lại ngôn ngữ, hướng dẫn. Vị trí xe. Đúng là bực thiệt luôn á. Thôi được rồi. If you've been out in the last couple of hours, you don't need me to tell you. There are reports coming in of a number of traffic accidents. Hình như số 4 là ok, số 4 là tắt. Nếu mà có tắt
bắt được thì hay. À, tôi nhắm bắn chi trời, làm sao tắt nhắm bắn ta, nhắn số 1 thôi rồi. Không được, không tắt được. Trời mưa đường khá là trơn, này giống đi qua hầm Thủ Thiêm nha mọi người. Này nó đi qua hầm Thủ Thiêm từ quận 1 đi qua quận 2, mà hình như là nó bỏ quận 2 rồi, giờ nó thành quận Thủ Đức luôn rồi. Ai da, ai da, ai da, ai da. Có cái vụ gì đằng kia kìa. Vụ gì ta? À, tai nạn xe hơi. Tắt radio được rồi, mừng quá. Sáu mươi km trên giờ, 70 rồi, giảm tốc lại mới được. Tính ra chúng trù một quãng đường dài luôn nè, khá là xa. Các bạn nhìn đồ họa đẹp ha. Mình đang tính làm cái con Ano, mình tính gì khóa, vì khóa các bạn. Bên bên team ấy gửi cho mình bản việc quá, nhưng mà việc quá nó kiểu như nó vẫn bị một số lỗi á. Mình tính ngồi chỉnh thủ công lại mà chưa làm. Mình tính chỉnh lại hết rồi xong bắt đầu chơi lại một cái series Anno mới luôn. Hơi bất công, tại vì nó có một cái số cái mình chưa ưng. Rồi tính chơi chơi series bắn súng các bạn, Thế Chiến thứ hai, mấy game đó hồi đó mình thích lắm mà chưa có dịp để chơi. Lấy hàng gì ta? Holy kìa, thuốc lá, đúng rồi, chỉ có thuốc lá thôi chứ không phải là ma túy. Ủa, con lưu lắng hả ta? There ain't nothing but cow shit and shine out here. It's gonna be an easy few clams. Boys will load up the trucks, and we'll come straight back. Yeah, let's make it quick. Mình nghĩ là một là thuốc lá, hai là rượu đậu thôi. Chứ tụi này nó không có chơi với ma túy. Luigi's little girl, your night shift. You're something else, pal. Protecting the girl's virginity one day and taking it the next. Lay off, Polly. Ah, oh, come on. I'm just kidding. She's a good girl. You settle down, she'll straighten you right out. Nhân vật chính của chúng ta đang yêu. You're going home to a couch. Now I wonder what kind of story she could tell about her old man, though. Luigi was a stone cold killer back in the day. I wouldn't know. You know she's been helping out behind the bar since she was a kid. I bet she's seen and heard a few things. Probably knows more about our business than we do. She knows enough not to ask me too many questions. That's good. She won't ever make a liar out of you. Christ. You ought to marry her just for that. Có xe thì có thêm một cái xe phía sau nữa. Sam should be waiting here, but I don't see him. Nghe cái bẫy quá. Don't let your pecker get all shriveled up. Probably just trying to get out of the rain. Đáng lẽ thằng Sam nó phải đứng đó nó đợi mình. Mà giờ lại không có ai. That'll wake him. He ain't coming. Okay. Let's go find him. That bastard
is just 3 sheets, and I'm wrecking a new suit for nothing. I swear I'm gonna kill him. Here. À, phải lấy hàng nóng thôi. Có hàng nóng rồi. Chuẩn bị chiến các bạn, lại bắn súng với nhau nè. Chuẩn bị. Gì đây? Phải nó bắt mình riêng mình. Má khốn nạn. Chúng ta sẽ đi kiếm manh mối trước. Một phần tư người dân đã thất nghiệp. Báo cáo của chính phủ không cho thấy dấu hiệu suy giảm. Những biện pháp mới nhất đã thất bại trong việc kiềm hãm suy thoái kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ trệ ở mức 25%. Những dịch vụ thực thu trang trại đạt số lượng cao nhất 2 năm qua, trong khi các hộ dân nhỏ phải vật lộn với mối đe dọa kép từ khó khăn tài chính và những cơn bão cát khiến cả bình nguyên ngạt thở. Đáp lại, tổng thống đã đề xuất dự luật mới để bình ổn hệ thống ngân hàng. Bao ly đâu? Ủa, thằng Sam đâu? Cái gà được trả tiền trong năm, thậm chí không có thèm giả vờ gì đây. Bạn ơi, chữ nó lướt cho nó các bạn. Mình lo chơi có gì các bạn đọc phụ đề nha. Mình đọc được, mình đọc. Nơi này bị bỏ hoang rồi. Không cho leo, không cho leo. Gì đây? Con chó chết. Rồi, có đường này, có đường này, có đường này. Bài báo bị cắt, nông dân mất tích được phát hiện là chết. Cái này, mấy cái bài báo này không cần đọc cũng được. Các bạn có thấy trên bản đồ không? Các bạn có thấy dấu màu vàng không? Rồi chết rồi. Drop your weapon. You first. We don't have time for this. Sorry, pal. Guess we're doing this the hard way. Okay then. Thôi, má đứng gần vậy mà nó còn muốn hụt luôn. Ra đây con. À, ngắm khó các bạn, để mình chỉnh tốc độ chuột chậm xuống là được. Khi ngắm khó quá. Nó còn có 5 viên. Hết đạn rồi. Đổi súng mới được. Sao nào, sao nào? Làm sao để thoát ra? Người ta lắp trái vậy? Gì á? Ui vãi. Rồi cái này là gì đây? E. Wow. Me, Tom. Polly. What took you so long? We're looking for Sammy. Did you find him? Nah, not yet. Just him. Canadian crew. Dollars to donuts to rest the face down in the dirt too.
Oh, Christ. Chính xác không? They're cops, Tommy. Hmm. How would I know? They didn't show up. Vậy là chúng ta bị bẫy rồi các bạn. Vậy là chúng ta bị bẫy rồi. This bastard. He can't even let us have this one racket. Forget about it, Tom. We gotta find Sam and get out of here. Ái chà, Roder Patrick. Nó tự nhiên gì đây? Đây lượm súng đã. Khoan khoan khoan. Mình bắn mấy đứa trong nhà đâu tiêu ta? Đây nè, đây nè, đây nè. Đấy, 7 viên. Súng này cũng được. Ôi lại đọc nữa, farm cây cầu. Kế hoạch mai phục. Má nó chết mà nó giơ cái chân kìa. Ảo thật chứ, đáng lẽ chết rồi phải rớt cái chân xuống chứ. Dĩ cha. Không vô được, không vô được. Ở đâu đây thế nè? Trong đây có không? Không lái xe được luôn. Tommy, you don't want to see this. Oh. Hộ chiếu Canada. Này bơm xăng. Jesus. Looks like we found the Canadians. See Sam in there? No. Let's some. Nó ơi dũng máu kìa. Kinh không? Chắc nhà này quá. Ôi nhà này nhiều cửa nè. Gì đây? Nhanh gọn. Ồ, mấy súng này mạnh các bạn ơi. Súng này được, súng này được. Này bò à. Vậy là còn cái nhà này à, còn có mỗi nhà này à. Thằng nhóc này, ra đây, ra đây, ra đây. Đều thầy ra ảnh lại cho ảnh. Bụng lửa làm cho tôi từ làm sao sử dụng bụng xăng từ làm sao bán khoan 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 không biết sử dụng. What the fuck, sử dụng sao vậy? Nhấn số 3 cũng không được. Rồi chết rồi, chết rồi các bạn. Ừ.
Ủa làm sao sử dụng bơm xăng ta? Ngáo à? Để coi coi. Vũ khí, thay đạn, quỹ trang bị. Bow mid là chuột giữa. Pay up, pay down. Ok. À, chuột giữa. Má ơi. Ủa, thì sao? Chưa. Quay ở đây sao nữa? Từ từ nghe các bạn. Pay up, pay down. Ủa? Gì trời? Vãi không? Chịu luôn á. À, lấy bom lửa không được anh. Bực mình chưa? Bà nội cha nhà nó. Sao á. Áo thật. Sọc. Có nhiều đó thôi mà đậu một phẩm. Tức là mình làm hết luôn. Đi lụm đạn. Nó bèm lửa sử dụng được các bạn. Cây. Boy stay here and watch our backs. Plug anyone who gets within 100 yards. Except us. Hấp hối rồi, Chết không, ta? Can you walk? No, I don't think so. Okay, just hang on. I'll go get the truck, then we'll take you to the doctor. Hey, you're gonna make it, Sam. Tommy, stay here with him. I'll be back in a flash. Okay. Hey. Hey, it'll be okay, Sam. We survived worse. You sure we have? Ủa? Ôi vãi. Vãi. Má thề luôn. Có mỗi cái bơm lửa bơm xăng này là không sử dụng được. Á à, cây.
bắn dễ như cả bàn tay đó mà. Ra đây. Được chưa? Còn đứa nữa. Thôi. Đợi xíu, ăn máu đó. Sao ta bắn sát luôn hả ta? Má, hồi nãy phe chính nghĩa giờ thành phe xấu rồi. Nghĩ sao mà lên đây vậy? Ơi, đang cài đạn. Má, tự nhiên mình cài đạn chứ trời. Tự nhiên cài đạn chứ trời. Đợi xíu bạn ơi, để tôi giết mấy đứa này cái. Đợi xíu, tôi tưởng lấy được đạn của súng của thằng Sam. Ở đây. Đợi xíu. Súng thơm xanh non. Thì còn cảnh sát nữa. Jesus Christ! Where's the goddamn truck? Hai xe luôn hả ta? Hai xe. Ủa ai đây? Sao cảnh sát biết cảnh sát tới đây ha?
đợi xíu, đợi xíu. Má nó nấp như thật chưa. Nấp như thật kìa. Ai xe tới rồi, đi thôi. Oh Christ. Tony and Donnie too? Yeah. What a fucking massacre. How's Sam? Well, he ain't any worse. I'll go get him. Keep an eye out. Tính ra đi lấy hàng mà giết hết mấy người rồi. Chắc trên đường đi còn bắn cảnh sát nữa quá. Chứ dễ gì có nhiều đây không. Hai xe cảnh sát với lại hồi nãy có khoảng 7 thằng. Đó, xe cảnh sát tới rồi đó. Xe bọc thép luôn. Holy, chúng ta có thêm bạn. Ôi giời ơi. Ok ok bạn. À, bắn xe bọc thép. Ok ok. I fire. I am fire. Ồ, đạn vô cực. Má, đạn vô cực thì chơi luôn. Chủ yếu bắn hai đằng hai bên đó. Biết rồi cha, thôi lắm thế. Hai đạn. Cái xe kia nó chưa tới gần cho nên mình không cần bắn. Hai xe cảnh sát mà hả? Quá. Căng thẳng quá. Xong. Tới đây. Xong. Còn. À, xem gớt chết núi nha. À, cái thằng kia chơi bất tử vậy, bắn gì mà không xin hê. Vãi. Ủa, tính là nó giúp mình thoát luôn á. Oh, will
À, tức là nó giúp mình thoát luôn trời. Tấu hài, tấu hài. À, nó chơi tới súng đó rồi sao, sao ta? Chết mẹ, chết mẹ. Khó lắm, khó lắm. Nhấp nhấp thôi, miễn sao trúng mục tiêu được chứ không phải bắn hết bằng đạn là hay. Bập xăng. Giữ G. À, gì mà nãy giờ tôi không biết. Vậy là sau này là giữ G. Ta lấy lụa. We get it. Chúng ta đã làm được. Ok. Khá căng thẳng. Sam, we made it. We're at the doctor's house. Three, I owe you. Paulie, what the hell are you doing here so late? Evening, Doc. Sorry to wake you, but we had a little accident. Chúng tôi gặp chút tai nạn nhỏ. Đang có người bị thương ngoài này. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay, I'll stay with Sam. You can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. The doc's already got his hands full. No sense in both of us breathing down his neck. I'm gonna be fine. Okay. Hey, you did good tonight. Looking good. Trời mưa nữa chứ. Lái xe đến căn hộ của Sarah. Hello, bà già. Sao không ta?
Sao tên là Sarah nào chắc là Sarah đấy. Go 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 go. 70 km/h. Mưa quá trời mưa luôn. Wow. Kẹt rồi. Là xa với bộ. Té lửa luôn rồi. Đây, tới nơi. Khoan, là sao? À, là mình phải đi vô. Ồ, đi vô trong luôn à. Yeah. Sarah. Đôi mắt có vẻ thẫn thờ. Dinner's cold. Rồi lại trách móc nữa. Work. Hiểu vấn đề chưa? Are you understand? Vậy là cầu hôn đó hả? Các bạn, cầu hôn không thể lãng mạn hơn. Chuyến đi tới miền quê kết thúc chưa? Luật im lặng. Hey boss, I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. We have a mole, Tom. No. Oh.
was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Someone with a light wallet. Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. To see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. Frank. More than 50 years I've known him. Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. The one you tried to drown? Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. Ủa vậy là phản bội hả ta? You do what we gotta do. Vincenzo's waiting for you with a clean car. Ok. Mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Wow. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và subscribe để mình có động lực làm đến thêm nha. Các bạn thấy nhìn cái bóng ở dưới không? Đâu cần phải mở cái gì DLSS gì, Ray Tracing gì đâu mà nó vẫn có kìa. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.